Bây giờ đi người dân báo là có đứa bé gái này lúc còn trẻ quen với thằng này nó quay phim lại. Bây giờ thấy nhỏ này có chồng có con, bây giờ nó đóng clip lên mạng xã hội, bây giờ nó gửi clip cho chồng này rồi gửi clip bà con của này. Bây giờ anh em đang xin hãy sẵn sàng đi tìm bắt bằng được cái thằng này là thằng Sử Khanh. Nó bốn mấy tuổi rồi mà còn Sử Khanh đã ta có chồng có con rồi, nó còn làm bê ối nữa đó, làm ô nhục ta nữa, làm ô nhục. Bây giờ anh em phải bắt nó được tầm lâm hết trên Facebook rồi. Anh nấu đây gửi được cái lụm Facebook, giờ anh em phải tìm bắt được. Bây giờ anh em đi xét ra đường thằng này, nó ở hiện giờ đây ở đâu Sài Gòn quên cái bộ tài Vinh luôn. Giờ anh em sẽ bắt được bắt con sao cho mà cho nó dính cho ngon để đưa lên cho nó biết là mạng xã hội. Cái dục nó muốn nó có vợ con hết đó, nó lấy về nó quay phim lét, nó quay clip nó quay lén ha, nó quay lén nhỏ này, giờ nó quay lén mấy em gái này, giờ mấy gái này đòi mấy gái này đòi nhảy ha, rồi giờ anh em mấy gái đòi tự này kia ha, không muốn sống nữa, giờ anh em phải làm cho bé này sống lại, bé này nó đòi giờ đòi rồi. Em có gì bây giờ em ở xe luôn không ạ, chồng tôi ra đây, không đánh được không? Lớn em họ tên là gì? Em họ cách gì? Trần Nhân Nghĩa. Sinh năm mấy? 1981 phải không? Rồi em sao em đưa clip là bậy bạ đó là người ta báo công an rồi hiểu. Bây giờ anh nói hiện viên mà giờ anh em nói gì bây giờ em có thể em trả thả clip mà được không? Được clip được không? Được. Nhưng mà em đưa clip là em đưa cho ai, em nói cái đúng không? Em ra chịu những ai? Anh có bằng chứng rồi đưa clip ai biết không? Hiểu không? Ủa tài xế xe là sao? Đó là em lại theo với anh này khi là làm chung phong. Bây sao anh nói nghe nè, em này nó làm nó quen hệ người ta, em đứng ngoài đây mới không quen chúng em quen hệ với người ta rồi. Xong rồi nó công clip lên mạng xã hội, theo nó công clip mạng xã hội rồi nó công clip gửi cho người thân chồng con này kêu cặp đâm ra bố chửi ối ông bố rồi. Bây giờ người ta báo ngoan rồi, báo ngoan chứ không có đánh. Anh ở đây anh sống là cạnh người, anh là hiệp sĩ Quỳnh Hải hay không, anh sống cạnh người anh không vừa ấy hay không. Bây giờ người ta báo công an rồi, theo báo công an ở địa phương ở dưới rồi. Em báo công an ở đâu? Ở huyện với tỉnh luôn. Huyện tỉnh luôn. Báo huyện cả tỉnh luôn đó. Thì anh nói ra chỗ này cho sáng đi, ra chỗ này ngồi cho sáng. Góc cái ngồi cho sáng. Đi, tao ngồi cho sáng. Tối ngồi đây cho sáng. Thôi được rồi, ngồi đây kể cho nó. Cho nó cơ hội đi. Mở cái đèn lên, có ai bắt đèn pin lên không? Mở đèn không? Mở đèn, bắt đèn pin lên. Mở đèn cho sáng. Tối quá. Rồi em quên quán ở đâu? Em á? Sài Gòn, thành phố hả? Quận mấy em? Thủ Đức. Em gốc ở đâu? Thủ Đức cho qua Trà Vinh hả? Thì cái em mua nhà Trà Vinh mà phải không? Vâng, bé này nói chung là anh sống anh không cho ấy, nhưng mà bây giờ em làm gì tội ta, đã ta có chồng con rồi em để gì mất hạnh phúc ta hết, em công clip lên chi hiểu. Nhưng mà bây giờ mà anh có cho em nói là em nói lý do tại sao rồi cái sự nó như vậy không? Tại sao? Tại cái gọi đi. Bây giờ em nói đi, anh ở đây không sao đâu, em nói đi. Em hỏi anh nha. Bây giờ em quen nó 5 năm trời. Rồi bây giờ mới được một cái 1-2 tháng nó đi lấy chồng anh chăm để em. Nhưng mà em có vợ con rồi mà, nghe nó có vợ con mà. Nhưng mà em lấy thôi rồi mà. Thôi nhưng bây giờ này. Anh giải thích cho em nghe này. Bây giờ anh hỏi em này. Quay để làm vậy. Bây giờ này, quen nhưng mà cái việc ấy quen là cái việc quen, nhưng mà khi đã cưới em chưa? Đăng ký kết hôn với em chưa? Nhưng mà cái đó mình đang nói về cái tình nha này, anh giải thích em nghe này. Người ta quen ai là cái việc của người ta. Người ta cưới ai là cái việc của người ta. Đúng chưa? Nếu mà nó anh nói trên lực pháp á, bằng giấy tờ á, thì văn bản này thì em nói vậy được. Em sai phải không? Em sai chắc em sai phải không? Em Hữu Đức ở quận mấy? Quận mấy? Bình Chánh hả? Nói chung là anh sống là cạnh người không? Bây giờ nói chung là bây giờ sự việc là chỉ rồi, bây giờ hay mà người bị hại sao, người nhà thì sao, ý kiến người nhà sao, có cho nó cơ hội không? Không. Làm sao? Cái này mới thăm dò nó chửi nhà em như là tao chưa gặp mặt mày. Không đánh cầm đây quen. Cầm đây quen nha. Anh nói là quen. Ở đây anh không có đánh nha. Ở đây là anh Hải là giúp.
anh lại giúp đời giúp người. Hay dù em mà ai mãi anh giúp mày luôn. Ai mà bảy giờ anh sẽ giúp, anh không vô đâu bảy. Anh sắp cần người. Bây giờ cái vấn đề này là muốn tin sao đây? Bây giờ bây giờ anh ý là nào cũng hỏi từ nhà coi, tại nhà báo quen rồi. Bây giờ không lẽ bây giờ em ra gì rồi anh thả cái là nói anh ăn hối lộ này kia. Anh ăn em tiền em anh thả không được. Bây giờ có đức gì đây kêu thuộc lại. Bây giờ xỉu hết cho. Bây giờ ý em cho làm sao? Em bây giờ em có xóa clip được không? Đúng rồi, rồi đi liền rồi. Rồi bây giờ điện ông Phường lại đi. Ủa xóa là như thế nào? Bây giờ cái clip đâu? Những cái clip đâu em xóa đi cho người ta. Xóa hết rồi. Xóa còn đâu? Bây giờ người ta mở còn đi quá trời. Em lên làm Facebook á là nó xóa tạm thời rồi. Nếu mà thả nó ra là nó mới mốt là nó mở chưa? Chụp ảnh hết rồi chưa? Em chụp lại rồi, nhưng mà cái đó là Facebook nó đặt lên khác thôi. Bây giờ nó xóa. Bữa nay nó xóa rồi. Để nó nói đi. Cho nó nói cho bé này nói. Em gái đứng đây. Bây giờ cho anh hỏi là em bây giờ em đeo khẩu trang lại, đeo khẩu trang lại. Rồi. Bây giờ cho anh hỏi là bây giờ em quen mấy thanh niên này, mấy người đàn ông này lâu chưa? Dạ lâu rồi, nhưng mà em chia tay mới có chồng. Chia tay xong có chồng đúng không? Dạ. Nhưng mà người đàn ông này vẫn khủng bố em đúng không? Đúng rồi. Đăng những hình nóng của em lên đúng không? Dạ đúng rồi, còn gửi clip gì hàng xóm rồi cho em chồng của em nữa. Gửi cả cho em chồng. Em người ta chồng, gửi anh rể em nữa. Người ta gửi cho nhiều người chưa? Nhiều rồi anh ơi. Nói chung là từ xã em biết mặt nhỏ này sao hết đều rồi. Biết hết luôn. Bữa trước lần trước kè dao ai? Mình sống như thế nào? Lần trước kè dao vô cổ ai? Dạ. Lần trước ông này kè dao vô cổ ông nào? Ông này. Ồ. Đó. Cái đó là vấn đề đó, là vấn đề công an xã nó giải quyết rồi. Bây giờ này em du côn này, em quen người ta du côn này không được rồi. Gia đình không đánh nha. Em du côn này. Rồi đánh mình sai. Bây giờ ý em gái này bây giờ làm sao? Ý em sao bây giờ em có tha không hay là em đưa ra công an? Không, em không có tha nhiều lần rồi anh. Bây giờ muốn bắt cho tù hay sao? Đúng rồi, cái hình đó là đúng rồi. Để quyết đi. Bây giờ này bây giờ gia đình người ta ý gia đình người ta bây giờ đi. Em điện giùm cô đi. Điện được chưa? Bây giờ làm sao rồi bây giờ? Hại là hại em sao? Hại sao ai? Hại sao? Bây giờ người ta không có đến được rồi. Hại ai? Rồi mẹ trong clip người ta lên rồi mẹ nói hại là hại em sao? Anh chửi mình tôi đi, anh ngăn mình tôi lên anh nói. Thí dụ nè, tao nói hỏi á. Thì kệ tôi. Anh mắc mới gì anh nói. Nó đăng lên coi. Cái chung cứ là nhà quen hệ rồi cho công biết thôi à. Clip lên để cho dòng họ coi. Quen người ta không được chia tay xong người ta lấy chồng rồi nói người ta hại ăn gì 5 năm gì tùm lum hết trơn rồi đăng lên cái clip lên cho anh ta cái clip bậy bạ anh ta lên nói người ta hại là người ta hại sao người ta có chồng rồi chia tay lâu rồi người ta có chồng rồi bây giờ tới nghe có chồng rồi em ngồi đây tông cái clip lên đeo khẩu trang cao lên em ngồi đó đeo khẩu trang cao lên em ngồi đấy bây giờ cho anh hỏi này trước em quen là bây giờ nhưng mà tại sao em chia tay được mà người đàn ông này vẫn níu kéo đúng không? Nhưng mà bây giờ mình còn tình cảm với người đàn ông này không? Em dạ có chồng không, nhưng còn tình cảm không? Rồi, em có con rồi. Có chồng có con luôn hả? Dạ. Thế em có thông báo cho người đàn ông này biết là em đã từng chứ. Có chồng có con không? Vậy bây giờ sao đám cưới vẫn còn liên lạc là như thế nào? Anh tống tiền tôi. Tống tiền hả? Hả? Tống tiền hả? Đâu lấy cái bằng chứng nó ra. Lấy cái không? Tống tiền đi. Ông ta tống tiền gặp với mẹ em lận mà gọi cái số điện thoại thôi. Lúc đó là em không có ghi âm được. À. Em là phải gọi điện. Tống tiền đúng không? Đòi em nhiêu tiền? Lúc đó em kêu em đưa 5 triệu là xó. Đưa 5 triệu rồi gì? Dạ. Lấy chưa? Được chưa? Đó. Lấy chưa? Lấy 5 triệu chưa? Dạ lấy rồi. Trời ơi, đừng có bao giờ mà anh vô tống lại á. Vậy là ngon rồi. Có chuyển khoản không? Có giấy chuyển khoản không? Dạ không. Đưa tiền mặt. Bao giờ có. Đưa tiền mặt đúng không? Em khẳng định là có tiền mặt đúng không? Bây giờ đâu có mẻ quá. Sao nó tự nó chạy kéo đẩy lên chứ xe đường này có cho nó vô đâu mà chạy. Anh đăng lên anh còn gửi cho người khác nữa. Thì bây giờ nếu mà nói cuộc sống này mình sống đàng hoàng gì mình nhìn lại mình thấy mình có sống đàng hoàng không? Ủa, người ta trong quen khi mình. Đó trong khi đó mà mình đã mà quen sao, như thế nào? Sao quen nào bây giờ này trước sao mà người ta quen mình bây giờ người ta chia tay lấy chồng của con rồi. Không bây giờ mình quen là chi? Mình nhà đâu có tội vậy? Sao em làm phiền? Nhưng mà bây giờ anh suy nghĩ đi, xem thử có ai tội. Bây giờ mình cố mình. Bây giờ ví dụ anh quen người đó năm dài bây giờ chồng vào nói luôn đi cho chồng vào nói luôn đi ý em sao ý em sao này không em không có tha em không tha đúng không không có tha tại vì ông này giang hồ thay cho trai cơ hội đi không có tha hết trả cơ hội đi gửi cả gia đình em gửi cả gia đình nhiều lắm anh ơi em nói thiệt gửi nhiều lắm bây giờ em là thế nào em là anh hai nhỏ này nè anh hai luôn người đó gì ông cho máy đi lại đó ngồi. Tôi là cha nó ông sẽ chịu thì tự nó là tự mình biết con của em tự mình biết hơn
con của ai là người ta tự biết hết trơn à. Cha mẹ chồng tôi không chồng con tôi. Thôi bà đừng được rồi. Đâu tôi cho hàng xóm dòng họ nhà ngoại nhà nội gì nữa. Bây giờ đâu làm bà em được rồi. Hỏi nè. Không không chửi nha, không bị thề nha. Nói chuyện đàng hoàng được chưa? Mình nhà cô chú con chưa nay nói chuyện với chú con lắm. Quay cho cái chưa? Cho chồng ngồi đây nói chuyện đàng hoàng đây. Anh thì muốn giữ cái im điềm nhưng mà giờ ở bên đây là báo quen rồi, có thao có thao không ra một chứ bây giờ có thao ở đây ngồi nói chuyện đàng hoàng. Em vào đây ngồi, em vào đây ngồi luôn đi. Ừ, ngồi rồi, rồi, rồi đâu sao đường ngồi đi đó. Bây giờ vợ chồng người ta rất tình cảm hạnh phúc, còn bây giờ mình phá vỡ hạnh phúc người ta. Như trước đó mình với nó hạnh phúc, bây giờ tôi có hình tôi với nó hạnh phúc nè. Cái này nó quá hình nóng lên, bắt đầu là nó gì đó. Ủa bây giờ mặt thôi, người ta dần tới chồng rồi, hiểu chưa? Mình đã trước đăng ký kết hôn với người ta chưa, còn bây giờ người ta đăng ký kết hôn, người ta có con rồi, hiểu chưa? Mình là mình sai mà mình cũng bố người ta. Phải ý anh muốn là cho em xui, nhưng mà giờ nhưng mà, nó không tha thì bây giờ cứ gọi lên công an. Bây giờ ý mình ra công an đúng không? Bây giờ là bây giờ công an vô cái nó ơ phải. Giờ chủ nhà phải tội nó dữ quá. Nó dữ quá, chú ơi, không cho đánh nó là nó dữ quá. Thôi thôi, đại nó đánh nè, không đánh nè, có cầu đồng đánh nè. Không mấy mẹ già đánh không sao đâu. Nó đánh lên tụi nó hết trơn nè. Đánh nó sai rồi mấy anh đánh sai thêm nữa. Thua tao chung rồi, không đánh nữa. Thua chung. Bây giờ cô đâu rồi? Cô ra đây. Đã người ta chung rồi, mấy anh đánh rồi. Bé lấy đồ che lại. Cô lại đây, cô lại đây. Cô là thua tao chung rồi. Ý cô sao không? Quen nhau chia tay xong rồi tự nhiên nói là nhỏ em nó gì? Phản nó làm sao? Nó làm nó sao đâu? Nó là cái đăng hình cái clip lên, sao nó không đục ác cái gì? Đăng hình cha mẹ em, sỉ nhục cha mẹ em nữa. Rồi á, đăng hình em á, nói ai muốn giải quyết sinh lý thì kiếm em nè. Anh vậy tức không? Mày đàn ông sao mày tội quá vậy? Mày tội hơn nhỏ này nữa. Tao nói thiệt. Em cười sợ thanh vậy lắm. Mày đừng có cười. Không chửi thề nhá. Đó là hỏi mày đưa 5 triệu không? Đưa 5 triệu thì ra công an trình báo gì cứ sao đưa vậy vậy? Ngày mấy mấy đô ở đâu? Đúng rồi. Nói chung nếu mà bây giờ này nè, dù bây giờ cái bằng chứng bây giờ ông nhận tiền hay không nhận tiền bây giờ anh chưa quan tâm, nhưng bây giờ ông tung hình ông đăng ra ba người trở lên là ông vi phạm pháp luật rồi. Bằng đấy nhiều người vi phạm pháp luật. Mình biết luôn á. Biết chưa? Đây, mình vô mình xem rồi. Biết mà không sợ hả? Lấy cái đồ đậy cái đầu bé lại để xương không? Biết là sao mình không sợ? Hả? Nó đựng nó đồ ngoài đường nó xương không mà nó tội nó. Bây giờ hiện nay tự nhiên thì ông có vợ chưa? Xin lỗi người ta đi. Mà em báo công an phường nào ở chứ? Em công an Châu Thành. Bị Châu Thành rồi, báo điện biển công an phường, biển chưa? Công an bảo là chỉ cần vũ nó ra là công an. Vũ nó ra, kêu công an biểu vũ nó ra nữa. Bây giờ em mới nhờ tôi thì anh đó. Vậy anh đi coi nó chuyển thải rồi điện công an phường, đó buổi chưa? Dạ. Điện chưa có anh, số hội anh đâu? Giờ liên hệ cho công an. Ở đây phường, ở đây phường Châu Phúc, đây phường Chánh Nghĩa. Ở là điện công an ở dưới đây. Điện dưới đây người ta có vướng nha. Rồi đó, đã ấy rồi. Để chuyển liên hải đã. Bóng được rồi, bóng hoàn rồi. Vua rồi, bọn này chung rồi. Nó chưa em làm gì em sai, kêu. Anh nói vì anh xấu tình nghĩa, anh không bao giờ mà anh bắt tội phạm mà đánh này là không sai đánh hết. Nhưng mà em đang làm sai, nói chung là em sai. Bấm theo em sai không? Kêu, ví dụ em có chuyện gì em cứ nhờ anh sang clip em, anh thẳng luôn. Em cứ điện anh, số điện thoại anh cho luôn. Anh sẽ giúp em theo. Nhưng mà em làm này là sai rồi. Quá sai. Quá sai thiệt. Xin lỗi người ta đi. Em đăng lên mạng xã hội biết rồi. Mình có xin lỗi hay gì đó thì xin người ta đi nói chuyện, người ta đàng hoàng, người ta xem em châm trước. Bắt được cái người mà tung clip em lên á, em lên hiệp sĩ Bình Dương á, giờ bắt được rồi. Dạ bắt ở Sài Gòn. Bắt ở Bình Dương. Bình Dương. Bình Dương. Phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một. Phường Chánh Nghĩa, thành phố Bình Dương. Phường Chánh Nghĩa. Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Dạ bên hiệp sĩ Bình Dương bắt. Quý Thanh Hải. Alo, bây giờ điện coi phường Chánh Nghĩa lại nè, đang điện coi phường Chánh Nghĩa lại, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Một, tỉnh Bình Dương. Bây giờ nó đưa nó ra đây rồi, ở phường Chánh Nghĩa, bây giờ công an phường đang chạy lên. Bây giờ sao chuyện này anh sẽ biết sao? Và cái này là tại vì... Wow.
Trời ơi nó dữ lắm chú ơi. Dữ lắm hả? Nó nói là nó gặp ở đâu là nó giết cái đó luôn á. Chứ không vừa đâu. Hâm dọa gia đình mình mấy lần rồi. Nhiều lần rồi mà nó về tới nhà nó không có dám vào nhà nó đâu. Nó không biết ở đâu không biết. Mà nó nói là tụi em á cái mùa tới này là nó xuống. Nó dữ lắm á, chứ không phải là giận vừa đâu. Hâm dọa gia đình mình không tha đâu, không buông tha. Đúng rồi. Mà là phá tới cùng đấy. Nó phá tới cùng, phá chừng nào hay vợ chồng nó tăng nát hết trơn luôn á. Nó phá nhà tôi á. Cỡ em anh thả em đôi với em luôn đó, là bây giờ là cỡ em thả anh bực với em là có thể là trời, trời, có phường anh bực nó đôi em, nếu em thắng anh thả cho em đi anh uy tín luôn. Ờ, em phường thứ như em đậu má nè anh cũng bị rồi không? Anh bây giờ nếu muốn nói thứ như em bây giờ anh thích không? Anh nghe bật rồi, anh thích cầm dao hay là muốn chơi mấy mấy môn? Bây giờ muốn chơi mấy môn? Là đâu mà chơi này à? À, nãy giờ nấu trên lý thuyết, còn nấu trên lý sản ở đây nè, muốn bật nhằng nào? Bây giờ anh thích cầm môn, sao cái bộ đồng như nào tắt hết cam luôn. Bên đây điện đi con em rồi. Bây giờ sao tao mày là đâm tôi nè, tắt cam. Vậy tao là người dân nè, đánh là không có bẹt mấy cái này luôn cái đấy à. Hôm bữa nó nói nó cũng đâm lên cái tức quá bây giờ mình bắt bây giờ nó chìm tới đi mà đây á thì mình quá ý là tao nói mày hiểu chưa? Hiểu. Đã nói sai rồi mình đánh nó mình còn sai thêm, phải không? Anh nói thẳng gì mà em là chồng anh biết nhưng mà em cũng không cảm cái này nè. Bây giờ tội anh là không được. Cô sao mày nghĩ là cô mày làm sao thế này là được chưa? Sao công an tí xíu sao công an thì cô chuẩn bị về đúng không? Ở sao? Ở đây nghỉ một đêm đi. Không, cô ở nhà nghỉ đỡ đi, muốn nhà nghỉ đâu ngủ đó đi. Quý cái này từ ấy. Giờ bên tự em có thuê xe đi. Thuê xe rồi. Thuê xe gì á? Thuê xe. Rồi. Mất thêm trụ một tải xe. Nhưng mà đêm nay công an đang giải quyết là chưa nói thì xong đó. Không về đâu. Sao giống mới về đâu. Sao mới về. Đêm nay công an giải quyết sao về được? Thì xe mình chuyển qua chứ giờ ta không biết công an sao giải quyết mà mới về. Đang đợi xong đó. Rồi cái xe ở đây đi. Xe là đây cho gì chứ? Điện thôi, xe thôi chứ giờ mình về cũng đâu được, công an giải quyết thì về đâu được. Chưa chưa có về đâu mày, công an rồi. Không có về đâu. Sao về được? Chưa xong đâu. Em nghĩ lúc đó công an là đang bây giờ ý em là giao công an đúng không? Dạ. Em là hôm bữa là gia đình mình báo công an chưa? Báo rồi đúng không? Dạ. Rồi hai vợ chồng em gái nói này. Đi vào đây. Bây giờ em lại đây. Thế bây giờ ý em sao bây giờ công an nói là mình có tha không? Không tha đúng không? Tha đúng không? Rồi bây giờ
Thank you.